còn bao nhiêu người đây, người nào cũng có đứng xích ra đi. Trời đây đây, 450 phần không đủ nè. Từ từ cho người ta. Mấy bà không sợ dịch sao vậy? Buồn bữa nay chạy chị em trai tôi cái nhà ơi, nay chạy chị em trai đủ. Nhà thờ mình chừng nào tới đây rồi. Xích ra đây, người nào tôi cũng cho hết á. Em chi không biết. Một thằng xin đâu. Chào ông bà cô chú đã đến với clip tiếp theo của Lê Thị ạ. Thì hôm nay là ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động. Quốc tế lao động thì ở Việt Nam, nên hầu như tất cả các nhóm cơm từ thiện thì mọi người sẽ nghỉ ngơi một ngày. Nhưng mà riêng nhóm của mình thì vẫn phát cơm đều nha. Thì hôm nay được sự tài trợ của cô Huệ ở bên Bỉ, cũng là cái ngày sinh nhật của cô. Thì cô muốn hồi hướng, hướng về công đức để phát cho bệnh viện, bệnh nhân của bệnh viện phục hồi chức năng ở quận 8, địa chỉ là 313 đường Âu Dương Lân, phường 2, quận 8. Thì hôm nay thực đơn hôm nay sẽ là khổ qua canh khổ qua nhồi thịt, thịt kho trứng. Mỗi người sẽ được một cuốn sách kinh và một bịch sữa đậu nành. Đây, mỗi người là ngồi nhận cơm, thịt, trứng, với lại khổ qua cho thịt ra thì mọi người sẽ được một cuốn sách kinh với lại một bịch sữa đậu nành. Đây là món quà của cô Hề nha. Đây là món quà dừa thịt. Hôm nay là tổng hết tất cả. Ở đây là chuẩn bị 1, 2, 3, 4, 5, 6 nồi. Tổng cộng có 6 nồi là chuẩn bị khoảng 450 phần món quà dừa thịt, thịt kho trứng. Còn đây là chủ đầu bếp. Tổng cộng là 3 nồi thịt kho trứng và 3 nồi khổ qua, ước chừng khoảng 450 đến 500 phần. Người đang xếp hàng rất là đông. Bên cạnh thì còn có thêm cả sữa và... Hôm nay là ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động ở Việt Nam. Thì có rất là nhiều mà anh chị cô chú người nuôi bệnh ở bệnh viện phục hồi chức năng quận 8 xếp hàng từ rất là sớm, từ lúc 9 giờ sáng. Tại vì hôm nay là ngày quốc tế lao động thì hầu như tất cả các cơm từ thiện thì người ta sẽ nghỉ một ngày, sẽ không phát. Nhưng mà riêng nhóm cơm trạm cơm không đồng của chị em nhà tư tưởng thì vẫn phát đều nha mọi người. Mọi người đang ngồi trốn nắng. Đây, cái hàng dài của ngày hôm nay, ngày 1 tháng 5. Rất là dài. Chưa đến giờ phát nha, quý vị, anh chị, cô chú. Đúng 10 giờ thì bên em mới phát cơm. Rồi, bây giờ thì đúng 10 giờ rồi mình sẽ phát cơm nha. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tấm lòng của cô Huệ ở bên Bỉ. Đã gửi món quà sinh nhật của cô đến 450 phần ăn của những người bệnh nhân ở bệnh viện phục hồi chức năng quận 8. Thì bên đây thì có chị Hà sẽ hỗ trợ phát sữa với lại sách kinh. Chị Hà để ý nha, ai mà nhận lần hai rồi là không có phát sữa nữa nha. Chị nhìn cái bịch người ta. Đây, mỗi người sẽ được một phần khổ qua thịt kho trứng. Chung là cái số hàng hôm nay nó lên rất là dài. Thì Lê Thị sẽ vừa phụ phát cơm vừa phụ quay ha. Buổi trưa rảnh không? Từ đi chú Năm. Hai người ăn đó. Một phần. Cô muốn nhận lần hai, cô xếp hàng cho cô lần hai nha. Hôm nay mọi người thông cảm, cái hàng nó hơi dài, hơi đông. Mình thông cảm nha. Vậy cho em.
chị xếp hàng lần hai giùm em đi. Chị xếp hàng lần hai giùm em đi. Có lẹ nha. Sao rồi mấy người sao người ta không có dòm ơn đâu. Sao người ta không có đó, tội nghiệp ta nè. Nếu mà có bàn lợi, nếu mà không có thì hết thì ai mình cũng có được một phần ăn rồi. Mọi người mở giùm em cái hộp nắp hộp ra giùm em nha. Mở giùm nắp hộp ra giùm con cô ơi, chú ơi. Được á, tại vì mấy nhiều lắm. Đây hôm nay thịt hơi cứng nè. Lúc đó hộp dịch đó là hơi có một cái thịt ra nữa. Là cơm. Mấy chị ơi, mấy chị nhận mấy chị ra bên đây ngồi em xíu đỡ nó kẹt chỗ này á. Mấy cái hộp tôi đi lát muốn sao? Chị không phát lần hai luôn. Nếu người ta phát tâm thì mình cứ nhận chứ. Tại sao mình lấy sữa mình mở khúc tinh lại cũng tội cho cô chứ. Bữa nay đông ghê chị hả? Chị mở giùm em cái nắp hộp ra chị. Đây mình sẽ quay toàn cảnh cho mọi người xem nha. Ủa cái hộp của anh đâu? Thì mình sẽ quay sơ toàn cảnh qua cái bệnh viện phục hồi chức năng quận 8 nha. Hiện tại thì chỉ có một điểm của mình duy nhất là phát cơm thôi. Ngoài ra thì tất cả mọi người hôm nay nghỉ lễ nên đã nghỉ hết rồi. Đây, hàng còn rất là dài và đông. Ở đây không quy định số lần nhận nha. Nếu như mọi người nhận lần đầu xong muốn nhận lần thứ hai mà thực phẩm còn, đồ ăn còn thì sẽ được nhận lần hai, lần ba với điều kiện là mọi người sẽ xếp hàng nha. Cái hàng thì dòng người đang xếp hàng càng ngày càng dài. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tấm lòng của cô Huệ đã gửi cái phần này về cho mọi người. Rồi thì hiện tại đã gần hết một nồi củ qua rồi. Hai cái nồi này cũng là canh củ qua rồi thịt, và hai nồi thịt kho trứng. Hàng rất là còn rất là dài, ước chừng trên khoảng 450 phần.
Chị này cái gì đây? Cái gì? Cái gì đây? Cái này là không có đựng rồi đó. Cũng qua cái video này thì mình cũng xin nói lại một số cái nỗi lòng tâm sự tại sao là không cho mọi người nhận cơm khi mà không có cái hộp nhựa hoặc là cái khay nhựa đựng ha. Thì đây không phải là lần đầu tiên mà cái trạm cơm không đồng này phát. Thì trạm cơm không đồng này hoạt động cũng phải 4 tháng rồi. Thì lúc đầu bên mình này cũng tặng cho mỗi người một cái hộp nhựa. Nhưng mà sau khi nhận cơm xong thì qua ngày hôm sau mọi người thứ bảy thì mọi người sẽ không đem hộp nhựa heo, và mọi người cứ thành thói quen ra đây cứ đưa cái tay không ra, về tay không ra để nhận thực phẩm. Thì ở đây không khuyến khích sử dụng bịch mũ, bịch ni lông nha, ảnh hưởng môi trường thứ nhất. Thứ hai nữa rất là độc hại, nên mọi người thông cảm. Cũng có rất là nhiều anh chị comment và gọi điện thoại bảo rằng tại sao cho cơm, cho đồ ăn được mà không cho được cái hộp. Thì cái hộp này tụi em cho rất là nhiều lần rồi. Thì nếu anh chị cô chú nào muốn đóng góp cái hộp thì cứ liên hệ với lại số điện thoại mà để trên màn hình nha. Thì cũng xin kết thúc video sớm tại đây nha, để mình phụ phát với chị Tưởng và mọi người. Tại vì hôm nay ngày lễ quốc tế lao động nên mọi người đều nghỉ việc vui chơi du lịch hết rồi. Thì còn có 2 nồi thịt kho trứng và 2 củ qua, nên thông cảm nha. Kết thúc video tại đây, chúc mọi người có một ngày nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình ạ.